Mới đây, các chuyên gia đến từ Microsoft, Google, Nvidia, Viettel và các doanh nghiệp tài chính ngân hàng đã cùng nhau chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và câu chuyện thực tế về trí tuệ nhân tạo tạo sinh và cloud trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đây là sự kiện nằm trong chương trình hội thảo Sự bùng nổ Gen AI trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Viettel Solution tổ chức. Sự kiện là cơ hội dành cho các doanh nghiệp tiếp cận và tìm hiểu về những nền tảng, hạ tầng công nghệ tiến bộ nhất đang thúc đẩy sự phát triển của AI tạo sinh, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chiến lược phát triển, ứng dụng hiệu quả và tổ chức, tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và mang lại những trải nghiệm khách hàng tốt hơn, đảm bảo an toàn, bảo mật.